Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì hãy cùng mình trải nghiệm cái bản nước ngoài của cái tựa game Trảm Hầu Đại Chiến Sao Qua nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game khá là hot ở nước ngoài, hiện nay đã chính thức về Việt Nam nữa các bạn. Lấy đề tài là Lách Sứ Mệnh Thần Chết. Ok, thì giờ thì chúng ta hãy cùng mình bắt đầu vào cái tựa game này. Thì khi vào game thì các bạn sẽ tiến hành đặt tên và chọn giới tính cho mình nha các bạn. Chỉ được chọn giới tính thôi chứ không được chọn nhân vật. Thì đây là một cái tựa game màn hình dọc với đồ họa 2D thì khá là đẹp mắt nha các bạn. Lấy đề tài như mình nói lúc đầu là Lách Sứ Mệnh Thần Chết. Thì tới đây thì các bạn có thể thấy được là cái phần sắp xếp nhân vật các bạn thì sẽ có tổng cộng tối đa là 5 nhân vật ra trận như thế này các bạn. Và mỗi tướng thì nó sẽ đều sẽ có cho mình những cái hệ khác nhau, thì tổng cộng là có 6 hệ khác nhau nhé các bạn. Đây là những cái hệ tương sinh tương khắc nha các bạn. Thì khi cho ra một cái tướng cùng hệ ra trận thì nó sẽ kích duyên và tăng thêm chỉ số bích. Giờ thì mình đang đi làm nhiệm vụ nữa các bạn, hiện tại thì nó mới hướng dẫn cho mình nên là mình chỉ cần việc làm theo các bạn. Thì cái tựa game này có hệ thống hướng dẫn khá là chi tiết các bạn. Và tất nhiên thì để có được tướng thì các bạn cũng có thể là chiêu mộ hoặc là sưu tầm ánh hoặc là chơi những cái sự kiện những cái ép quanh nha các bạn để có thể được có được tướng. Thì việc chiêu mộ tướng thì nó sẽ có nhiều chế độ, ví dụ như hậu thường, linh hồn hay là chiêu mộ bạn các bạn. Thì đây là chiêu mộ cao cấp các bạn. Các bạn có thể chọn chiêu mộ một lần hoặc là 10 lần. Thì những con tướng này nó sẵn sẽ chia theo cho mình những cái phẩm, như là con này là phẩm SG nha các bạn. Thì sẽ có thêm cho mình những con tướng phẩm SG hoặc là phẩm G nhân dân. Thì các bạn có thể để cho nó tự động ra trận như này. Thì ở trong cái phần chiến đấu các bạn thì những con tướng của bạn nó sẽ tự động chiến đấu hoàn toàn nha các bạn. Các bạn không cần phải làm gì hết. Nên là việc mà các bạn sắp xếp cho mình, mạnh hóa cho mình, sắp được hành và mạnh hóa cho mình những cái nhân vật, những con tướng thì sẽ rất là quan trọng mất nha các bạn. Còn về cái phần mạnh hóa cho tướng mình thì các bạn có thể tiến hành nâng cấp các bạn. Khi nâng cấp lên nó đạt giới hạn là level 10 thì bạn bắt buộc xin lỗi các bạn, thì các bạn bắt buộc phải đột quá khóa nha các bạn thì quét mới các bạn có thể lên cấp tiếp được. Và khi mà các bạn đột phá thành công á thì nó sẽ mở thêm cho mình những cái kỹ năng mới. Thì mỗi cái nhân tướng thì đều sẽ có cho mình những cái kỹ năng khác nhau và bộ đồ họa khác nhau. Ví dụ như đây là cái con Ichigo nè các bạn. Ở đây là hình 2D cho đẹp hả các bạn. Còn ở dưới đây á là nhân vật nữa các bạn. Nhân vật này đồ họa 3D nha bạn. Các bạn có thể xây 360 độ. Ngoài ra thì các bạn có thể tiến hành trang bị nha các bạn. Tiến hành tăng sao. Còn đây là những con tướng nha các bạn. Thì sẽ có rất là nhiều những con tướng khác nhau cho các bạn lựa chọn và nó sẽ chia ra theo các hệ đó các bạn. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha các bạn. Thì còn về cái phần đồ họa cũng như là âm thanh của cái tựa game này nữa các bạn. Thì đây là tựa game với đồ họa 2.5D nha các bạn. Còn nhân vật như hồi nãy là 3D đó các bạn, 2.5 gần 3D nha các bạn. Còn về cái phần âm thanh thì các bạn có thể nghe được nhạc cho mình là những cái bản nhạc nền đó các bạn, được đầu tư khá là kỹ lưỡng và chuẩn Lách Sứ Mệnh Thần Chết nha các bạn. Còn về cái phần âm thanh thì bạn có thể nghe được cho mình là những cái trận chém giết đánh nhau nha các bạn, hay ra trực kỹ đều có nha các bạn. Và tất nhiên thì sẽ không thể nào thiếu được cho mình đó là cái tính năng AFK các bạn. Thì tính năng này thì khá là hữu ích cho những cái bạn bận rộn đi làm hay là đi học đó các bạn.
Thì khi bạn apply thì những cái đội hình, những con tướng trong đội hình của bạn vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu để thu về những cái tài nguyên đó nha các bạn. Và khi mà các bạn đăng nhập vào trở lại game thì bạn sẽ được nhận được cho mình những cái tài nguyên đó để các bạn có thể làm mạnh hóa nhân vật của mình hơn. Và tất nhiên thì không thể nào thiếu được cái tính năng thần khí ở bạn. Thì đây là thần khí nha các bạn. Thì mỗi thần khí thì nó sẽ có cho mình những cái chỉ số sức mạnh khác nhau. Và để có được cái thần khí đó thì các bạn bắt buộc phải làm 4 nhiệm vụ. Còn đây là tính năng ghép mà trang bị nha bạn. Thì các bạn có thể ghép từ trang bị xanh sang trang bị đỏ, từ trang bị cùi mía sang trang bị xịn sò nha các bạn. Và các bạn cần phải có đủ cái số trang bị, ví dụ như này là giáp xanh này cần 3 cái trắng nha các bạn, còn 3 cái xanh dương này cần 3 xanh lục, và mỗi cái là 3 3 hết nha các bạn. Các bạn, đây là thần khí thì các bạn bắt buộc phải hoàn thành cho mình 4 cái nhiệm vụ các bạn, thì nó sẽ sau khi hoàn thành thì nó sẽ kích hoạt được thần khí và các bạn có thể trang bị khi chiến đấu. Thì thần khí này á thì sau 3 lượt chiến đấu á thì các bạn nó sẽ tự động kích hoạt nha các bạn. Giờ thì mình sẽ tiếp tục chiến đấu. Thì tội game này thì sắp sửa về Việt Nam mà các bạn. Thì ở nước ngoài thì tụi game này thì khá là hot. Thì cái link fanpage và link group để phóng bản Việt Nam thì mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả của video này. Các bạn có thể nhấn vào đó để xem cho mình là những cái phần, những cái link group nha các bạn, link fanpage để vào đó thì phóng bản Việt Nam nha các bạn. Tại vì cái về Việt Nam thì nó sẽ hỗ trợ cho mình, có nhà phát hành hỗ trợ, nên là các bạn đương nhiên là bạn sẽ yên tâm hơn so với chơi các bạn nước ngoài này các bạn. Tại vì bản Việt Nam á, thì nó sẽ có hỗ trợ tiếng Việt và sẽ có nhà phát hành hỗ trợ cho các bạn game thủ. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc hay là gặp lỗi gì thì bạn chỉ cần nhắn tin cho fanpage hoặc là đăng lên group để hỏi cộng đồng thôi bạn. Ok, giờ mình đã nhận được thần khí nha các bạn. Giờ thì mình sẽ vào trang bị thì sẽ có rất nhiều loại thần khí các bạn lựa chọn nha các bạn. Nhưng mà các bạn phải hoàn thành tiếp thì hết 4 nhiệm vụ mới nhận được nha các bạn. Đây các bạn, mình sẽ tiếp tục trang bị thần khí. Nó sẽ hỗ trợ mình chiến đấu sau 3 lượt nha các bạn. Các bạn hãy xem đây. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Ngoài những cái phần nhiệm vụ đó ra thì các bạn sẽ nhận về cho mình là sẽ có thêm cho các bạn thân hữu các bạn là những cái phần cái sự kiện thân hữu các bạn, như là đăng nhập 7 ngày online nhận quà, và ngoài ra thì sẽ được tặng ngay là 1.000 lượt chiêu mộ miễn phí các bạn. Nên là các bạn có thể chiêu mộ và có cho mình những con tướng yêu thích hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Và tất nhiên là không thể nào thiếu được cho mình, đó chính là những cái tính năng, ví dụ như là cái tính năng đấu trường PvP nè các bạn. Đây là đánh PvP với các bạn người chơi khác để có thể so tài liên server hay là chung server đó các bạn, để xem ai là người mạnh nhất nha các bạn. Và anh thấy thì cái tựa game này nữa bạn thì khá là hay, và nếu như bạn nào là fan manga hoặc là cái bộ anime Đất Sứ Mệnh Thần Chết á thì không nên bỏ qua cái tựa game này.
Và nếu như bạn nào chưa xem cái bộ phim đó hay là bộ manga đó thì cũng nên chơi thử vì tựa game này khá là hot. Và cũng khá là hay nha các bạn. Với giao diện màn hình dọc thì khá là rảnh tay như thế này nha các bạn. Các bạn có thể chơi một tay tùy ý. Hiện tại thì giao diện màn hình dọc đang là xu hướng của những cái ngành game năm nay nha các bạn. Ok, thì đó là review sơ lược chút xíu về tựa game này. Hãy để hiểu rõ hơn tựa game này, các bạn có thể vào fanpage và group mình để dưới phần mô tả để có thể là vào để hóng game nhé bạn. Hoặc là các bạn có thể xem qua gameplay ở đây. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Đừng quên like hôm nay bạn hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.